Thưa quý vị và các bạn, trước thêm kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm thành phố. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã đặt vòng hoa và thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ, những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, lãnh đạo thành phố và các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nguyện tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng, đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, phấn đấu để xây dựng Đà Nẵng ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.